chào quý vị các bạn đã quay trở lại với bản tin pháp lý trên kênh Luật Pháp Trị. Tôi là Thủy Linh và sau đây là vấn đề của ngày hôm nay. Kỳ thi chuyển cấp là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của học sinh, là cơ sở để đánh giá kết quả học tập qua từng giai đoạn. Với khối kiến thức tích lũy qua nhiều năm học, có thể thấy là áp lực thi cử rất lớn đối với các em học sinh, đặc biệt là áp lực khi vào trường chuyên, lớp chọn hay những trường top đầu. Bởi vậy cho nên, việc dự đoán hay biết trước đề thi được cho là một lợi thế rất lớn cho thí sinh dành cơ hội đặc biệt đặt chân vào môi trường mình mơ ước. Tuy nhiên, đây là vi xấu, gây mất tính công bằng và ảnh hưởng đến sự chính xác trong hệ thống đánh giá học lực của Việt Nam. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, nhiều kỳ thi tuyển sinh quan trọng sắp diễn ra, các vấn đề liên quan đến bảo mật đề thi ngày càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Hãy cùng bản tin pháp lý của Luật Pháp Trị đồng hành cùng các sĩ tử trên phương diện pháp lý sau đây. Ngày 6 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan này đã có văn bản đề nghị công an tỉnh điều tra xác minh những cá nhân có liên quan phạm vi ảnh hưởng của việc lộ đề thi môn tiếng Anh để có cơ sở báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Theo đó, vào tối ngày 2 tháng 6, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào 10 môn tiếng Anh, Sở đã phát hiện hình ảnh được một tài khoản đăng tải được cho là có nội dung tương tự, gần giống với đề thi. Bài đăng này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý, nhiều lượt tương tác và bình luận đến từ cộng đồng mạng. Sáng ngày 4 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng làm việc với giáo viên ra đề thi môn tiếng Anh để xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Theo đó, tại buổi làm việc, một giáo viên của trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ thừa nhận có một học sinh lớp 9 đang học thêm tại nhà bà đã chụp đề thi từ máy in tại nhà và không có sự sao chép chụp đề cho học sinh. Mặc dù đã nhận rõ khuyết điểm của bản thân, song vụ việc đã dấy lên những lo ngại về tính chất bảo mật của đề thi, đặc biệt là những thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại, mạng xã hội ngày càng phát triển, khiến cho việc kiểm soát đề thi cũng trở nên khó khăn hơn. Nhiều vụ việc tương tự cũng đã từng xảy ra tại nhiều địa phương dưới nhiều hình thức và vô cùng tinh vi. Các trường hợp trên đều bị xử phạt hủy bỏ kết quả thi và thậm chí là bị điều tra, khởi tố nếu có dấu hiệu tội phạm. Hành vi làm lộ hoặc để phát tán đề thi là hành vi phạm pháp luật quan trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng, bảo mật cũng như chất lượng của các kỳ thi để đánh giá năng lực của thí sinh. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật hoặc nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp nhất định. Theo quyết định số 59 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề thi cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia hay đề thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp được coi là bí mật nhà nước, độ tối mật. Do đó, hành vi làm lộ đề thi có thể bị coi là hành vi làm lộ bí mật nhà nước theo khoản 1 điều 5 Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2018. Đối với hành vi này, pháp luật quy định trong khoản 5 điều 15 Nghị định 79 năm 2015, người làm lộ đề thi có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 25 triệu đồng, cùng với đó là tịch thu các tang vật phương tiện vi phạm. Ngoài ra, đối với hành vi phát tán đề thi, không chỉ kết quả thi của thí sinh bị hủy, mà có thể là những em học sinh cùng tham gia kỳ thi cũng có nguy cơ bị hủy bỏ kết quả thi ngay lập tức. Hơn thế nữa, ở mức độ nghiêm trọng hơn, hành vi làm lộ đề hay phát tán đề thi có thể phải đối mặt với nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lộ bí mật nhà nước. Theo đó, Điều 338 của Luật Hình sự năm 2015, tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, người phạm tội có thể bị chịu mức phạt cao nhất lên tới 7 năm tù. Ngoài ra có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề đến 5 năm. Còn đối với hành vi cố ý, mức phạt này có thể lên tới 15 năm tù, phạt tiền đến 100 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ hay hành nghề đến 5 năm. Có thể thấy dù là vô ý hay là cố ý, mức phạt cho hành vi làm lộ đề và phát tán đề đều nặng, mang tính chất răn đe cao. Điều này cũng là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng đề thi, sự quan tâm của cơ quan, đơn vị dành cho nghiệp vụ giáo dục Việt Nam. Kỳ thi tuyển sinh các cấp và kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia đang đến gần. Đề thi cũng đang được gấp rút hoàn thiện để phục vụ cho các kỳ thi. Nhân đây, Luật Pháp Trị xin chúc các sĩ tử thật bình tĩnh, tự tin và cố gắng hết sức để hoàn thiện thật tốt phần thi của mình, kết thúc một chặng đường học tập và làm việc để mở ra những cánh cửa đến với thế giới mới. Vừa rồi là nội dung của Luật Pháp Trị về vấn đề này. Còn bạn, bạn có ý kiến ra sao? Hãy comment phía dưới cho chúng tôi biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.